đấy, một lớp keo. Ôi, chưa có đèn à? Ôi, các bạn thấy chất lượng kiểu sáng nhiều các bạn, kiểu đèn công nghệ cao đấy các bạn ạ, bấm tắt kép thế nào bấm luôn lên luôn đấy. À, anh hệ thống ánh sáng tắt, em tắt đi đèn đi cho xem. Ôi, các bạn thấy chưa? Chưa được, chưa 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 được. Con ngựa nha các bạn, đây con ngựa nha, con ngựa này, ngựa bà kia các bạn. Thực chất là không làm một cái gì, để đây làm bầu thôi các bạn ạ, kiểu cho đẹp thôi chứ là không có công dụng gì. Không có công dụng gì luôn. Đây một quả bánh nhá, xem ạ, vàng để cho chất đấy. Logo ngựa, logo ngựa Ferrari bạc, đây là bạc. Ừ, thấy mới mạ bạc không cùng đấy, các bạn có nhìn nó không? Ấy ấy chắc ấy ấy mở đâu không nhìn thấy đâu, không nhìn thấy một tí rồi, nhìn thấy rồi đấy. Bánh nhá, kiểu tí đi hết sức tôm, ôi mâm mâm vàng, ôi màu đỏ, gọi là màu đỏ huyền thoại của kiểu cái màu chủ đạo của Ferrari mà các bạn ạ, kiểu là khởi động ở đề nhé các bạn, phải khởi động ở chính chất vậy. Đấy, chân. Một thằng nó đẩy cũng được. Còn có khởi động là phải một thằng xuống giật máy. Nghe cái bố FC mà phát nghe nó khác hẳn ngay.